Xin chào mọi người. Trong chia sẻ thủ thuật AutoCAD hôm nay, tôi xin chia sẻ với mọi người cách vẽ nhanh, khung tên, khung bản vẽ. Khung tên tôi dùng kiểu khung thường dùng trong nhà trường. Tôi sử dụng zoom và zoom on. Và định dạng đây là bản vẽ A3 làm ngang. Do vậy, tôi sẽ vẽ khung bản vẽ là khung A3 làm ngang. Tôi chọn vẽ rectangle, tôi nhập 00, Enter, là điểm bên trái phía dưới của hình chữ nhật. Tôi nhập tiếp 420, 297, góc bên phải phía trên của hình chữ nhật. Đây chính là tờ giấy A3. Để vẽ khung bản vẽ, tôi sẽ vẽ một cái đường viền cách cái mép giấy 5 mm. Tôi dùng lệnh offset, tôi nhấp vào offset, gõ vào giá trị 5, phải chuột, tôi nhấp vào chọn offset vào bên trong 5 mm. Với cách vẽ này thì khung bản vẽ đang là một object. Tôi sẽ phá vỡ object này ra thành 4 đường line để tôi sử dụng lệnh hỗ trợ vẽ khung tên. Tôi dùng offset, tôi nhập vào giá trị kích thước của khung tên 140, offset vào, tiếp tục lặp lại offset, tôi nhập vào giá trị 32, tôi kết thúc và tôi sử dụng lệnh trim hai cái hình thừa đi. Như vậy tôi có các cái đoạn 140 và 32 theo kích thước khung tên thường dùng trong các trường học. Bây giờ tôi lại sử dụng lệnh offset tiếp để vẽ các đường còn lại. Tôi chọn offset, nhập vào giá trị là 8, enter, liên tục. Như vậy tôi có được 4 khuôn. Tiếp tục tôi lại dùng offset và tôi nhập vào giá trị là 20 để tôi vẽ cái ô đầu tiên. Tôi tiếp tục offset, chọn là 30, enter, chọn cái khung thứ hai. Tiếp tục tôi dùng offset, nhập vào giá trị 15, tôi có cột thứ ba. Tiếp tục offset, tôi nhập vào giá trị 25. Tôi có cột bên này. Cuối cùng, dùng lệnh trim để cắt bỏ những đoạn không cần thiết. Tôi cắt khéo thì sẽ không phải thực hiện nhiều. Như vậy, tôi có được không tên không bản vẽ. Tiếp đến chúng ta có thể bổ sung thông tin vào khung tên. Tôi dùng lệnh tách để hoàn thiện khung tên. Chiều cao của chữ là 2.5 phù hợp, tôi chấp nhận. Để cho nhanh, tôi sẽ đưa dòng chữ này vào tất cả các không cần thiết, sau đó dùng chức năng Edit để chỉnh sửa. Tôi dùng chức năng Move, chọn và chuyển vào đây. Tiếp tục tôi dùng chức năng Copy, gõ C, T, tôi copy vào tất cả các không. Chỗ nào cần thông tin thì tôi đưa vào. Và chỉ sửa. Kết thúc.
Cuối cùng chúng ta sửa cho phù hợp với thông tin. Ở đây tôi sửa là duyệt. Ở đây là tên mình đã. Ở đây là người duyệt. Chỗ này mình sẽ là tên chi tiết. Chỗ này là đơn vị. Đây là tỷ lệ. Chỗ này là số bản vẽ. Rồi sau đó chúng ta có thể chỉnh sửa cái vị trí ở trong này chúng ta phù hợp. Chúng ta có thể dùng mệnh mô để hiệu chỉnh các vị trí cho phù hợp để thành một cái không tên hoàn chỉnh. Trong quá trình xây dựng bản vẽ, không nhất thiết chúng ta phải sử dụng nhiều lệnh vẽ, nhiều lệnh hỗ trợ, mà chúng ta dùng càng ít lệnh càng tốt. Ở đây tôi không dùng lệnh like, không bắt điểm, mà chỉ dùng các lệnh hỗ trợ là chính. Đây là cách vẽ nhanh. Xin chia sẻ với mọi người vài thủ thuật chia sẻ cùng mọi người. Tôi xin dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.